Rồi. Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì không? Lúc mà em duplicate cái view mới ấy, rồi em add cái card vào á, làm sao để nó hiện cái sơ đồ tính của cái cột anh? Khi em bật À, lên thì nó tắt đúng mấy rồi. cái kia. Em chọn đây nè. Mở sơ đồ tính của tất cả các object luôn. Đây nè. Đó. Bạn thấy không? Đó. Thì cái mình nhắc lại là cái dầm mình vẽ theo sơ đồ tính và mình khác cái mô hình nó khác thì mình chỉnh lại theo cái Z offset. Cái sàn thì luôn luôn theo đồ sơ đồ tính, có nào opening thì mình cũng sẽ theo sơ đồ tính luôn đó. Và khi các bạn qua 3D này đó, bạn thấy nè, bạn áp vào nó cái build template connect đó, thì nó sẽ không có cái màu đỏ. Đó, bạn thấy cái sàn nè, cái màu đỏ này là của cái chân cột nè, còn không, bạn thấy cái sàn không có màu đỏ nè, cái màu đỏ này là của cái thằng quách dưới đó, không có cái màu đỏ, tức là cái những cái điểm nút của sàn nó được liên kết với dầm và liên kết với cột rồi. Đó. Như vậy là mình đã vẽ đúng rồi đó. Rồi, tiếp tục. Thì ở đây có hai loại sàn. Một cái là sàn này, sàn vệ sinh nè, nó sẽ âm 50 so với cái sàn thường, sàn sàn này, cho nên mình sẽ tiếp tục. Đây là S200, mình sẽ duplicate lên S150, sửa lại kích thước. Ok, đó. Và cái này mình cũng sẽ theo sơ đồ tính luôn đó, này 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 đó. Và các bạn cho thằng này xuống âm 50 nè, tại này là 3050, còn cái sàn đây màu như cũ đó. Này nó đây, này là 3050, còn này là 3000 đó, âm âm thêm 50 nữa đó. Còn đây là cái sơ đồ cái khoai két á, mình muốn cho nó nằm phía sau hay phía trước, để mình phía sau thì nó bị che, phía trước thì nó che người ta vậy thôi rồi. Cái sàn này có bạn nào, sàn dầm này có bạn nào có hỏi gì không? Anh chỉ lại cái công cụ đục lỗ luôn, anh Đục lỗ cái gì? đục lỗ sáng, anh ý là cái lõi thang máy với lại cái thang À, bộ cái gì đó á. thì mai mốt mình sẽ nói sau, tức là các bạn chỉ biết là khi mà mình finish này nè là hai ý nghĩa của từ Zno này là ý nghĩa gì thôi. Còn bữa sau mình sẽ nhắc tới cái chuyện đó, tại vì bữa sau mình sẽ làm tới cái phần là join và đảo join cho cái mô hình của mình. Đó, thì bữa sau mình sẽ nhắc lại, còn các bạn nhớ bữa này các bạn chỉ nhớ là khi mình sang mình nhấn Z hoặc là No và nó hiện lên cái dòng này và cái chữ Z No ý nghĩa gì thôi. Đó. Và các bạn nhấn X thì nó cũng sẽ là No á. Đó. Rồi, còn bạn nào có hỏi gì nữa không? Anh ơi, cái đục lỗ á, Là sao mình em? đục cái sáp opening được không? Em nói lại cái sáp opening hả? À, Thì cái đục lỗ, cái đục đó là sao? Cái đục hồi nãy á, là cái dầm, cái tường nó ăn cái vách, nó ăn cái sàn. Và khi mà mình ẩn đi cái vách thì nó cái sàn nó có cái lỗ, chứ không phải là do mình tạo cái lỗ cho cái sàn. Em phân biệt nha, tức là mình cho cái vách
nó vách lên nó ăn cái sàn, tức là mặc định nó là full á, tức là vách nó vách với sàn nó là nó full nhau luôn á, nó không có hở gì hết. Khi mình ẩm cái vách đi á thì cái sàn nó sẽ có lỗ. À em hiểu. Cái không không ý nói là cái tạo cái lỗ cho cái cầu thang á. Có bình yên hả? Thì anh chưa có làm, tức là cái công cụ mà sáp này đó là công cụ của hàng kiến trúc đó, thì mình không chưa làm, tức là mình đâu mình thử nha, tức là công cụ này là công cụ kiến trúc, để mình xem bên bên cái sắt trời cũng có hả? Đó thì nó sẽ như thế này, để mình xem đặt khối như thế này. Đó. Đúng sơ đồ tính hay không đây? Ok, nó cắt được sơ đồ tính đó, tức là khá khả quan. Để mình check đúng nó hơn đó là mình cho nó ăn chỗ này. No nè. Rồi mình sẽ sáp nè, chọn này, tức là nó nếu nó không báo lỗi là unconnected node là ok. Qua hàng ai khoan, hình như mình được hello rồi phải. Ok, nó không bị cái là xài được. Nó mình nói các bạn là xài được. Và nó có ảnh hưởng tới khối lượng không nha. Đây là cái diện tích nó nè. 428030. Mình cắt. Ok, nó tự trừ khối lượng. Ok, thức trừ trừ diện tích. Ok, được, tức là được xài sử dụng cái sáp đó được. Đó. Thì tùy các bạn. Mình thì mình xài cái này. Còn bạn xài sáp cũng được, mà luôn luôn là nhớ là phải đúng sơ đồ tính. Đó. Đó, ok. Rồi. Còn nào có câu hỏi gì không? Đó, thì cái tổng kết lại á, là cái hàng giờ mình từ đầu nè. Cột là làm từ trên xuống dưới. Tức là làm từng tầng, nhưng mà làm từng tầng mà làm full từ trên xuống dưới. Và qua cái tầng lớn cao nhất chỉnh sơ đồ tính lại cho nó lệch một bên theo cái giao của đường trục. Vách cũng vậy. Vách cũng, tức là nếu mà cái vách mà nó bị lệch á thì mình cũng chỉnh như hàng dầm thằng cột vậy đó, làm từng tầng mà từ trên xuống dưới, xong rồi qua hàng tầng cao nhất chỉnh lại sơ đồ tính theo cái trục. Rồi, đó là vách cột. Dầm á vẽ từng tầng. Thì dầm thì các bạn nhắc lại là cái dầm á, các bạn vẽ theo sơ đồ tính và chỉnh cái y offset này. Khi mà cái mô hình 3D nó không đúng, tức là sơ đồ tính nó đúng nhưng mà mô hình 3D không đúng á, thì mình chỉnh cái y offset này cho đúng. Sàn thì biết vẽ theo đường sơ đồ tính, chừa ổn bình yên và chừa lối thang đó, và những cái sàn nhỏ này cũng vậy luôn đó. Đó
Rồi. Hôm nay hơi trễ chút. Thì mình lên vào cái tầng quan trọng nhất nè, tức là các bạn lên tầng điển hình làm cái dòng sàn trước cho mình. Tầng đó tầng quan trọng nha. Tại sao quan trọng thì mình nói các bạn đó, làm một mà được tất cả cái tầng luôn, điển hình luôn. Đó thì cái dòng này, dòng sàn này là mặt bằng định vị bắt rồi, ok. 6 tới 16. Đó, mình sẽ gửi này. Đó. Bạn lên tầng 6 làm cái vách, cái sàn với cái dòng điển hình thử cho mình. 6 đây. Duplicate nè. Slab nè. Đó. Cái file này của bạn này nó bị cái gì trong đây nè. Đó thì này nó bị lỗi nữa. Cột này. Đó. Các bạn làm tầng điển hình giúp mình. Bạn annotate nè, insert vào. Cái này nó bị lỗi rồi, mình mở một cái file khác có một cái tầng điển hình dòng cột đúng. Đó, tức là các bạn cứ insert inbox vào đi. Đây, 6 tới 16 nè. Bạn sẽ tiến hành là vẽ dầm, vẽ sàn cho cái tầng điển hình này. Đó. Thì cái mối cái những cái này á, đường thẳng á, thì tương tự như bên dưới nè. Còn đường cong này thì nó cũng vậy thôi. Đường cong này thì do thằng này nó sẽ đường vô tính, nó sẽ nằm ngay giữa cái đường cong này. Các bạn dễ dòm, các bạn biết dọn biết công cụ là bit này nè. Đó, bạn dễ dòm. Invisible. À sao, tại sao? Tại vì mình đã chỉnh thằng này là không rồi. Dòng nó làm việc dưới level mà, cho nên mình chỉnh không nhìn thấy phía dưới level làm sao thấy cái dòng được. Đó. Này là dòng 200. Đó, align qua align thôi. Thì cái sơ đồ tính của nó. Năm. Cái thằng này mình vẽ cái dòng biên trước. 500, 400, 500, 600. Hai trăm, ba trăm. À.
Tức là sao nãy mình bị vấn đề gì? Đây bạn thấy không? Khi mình chọn create similar á, thì nó sẽ copy luôn, nó sẽ tạo tương đương, nó sẽ tạo một cái offset có cái giá trị này tương ứng luôn. Cho nên mình chỉ sửa cái hàng 200 300 này thôi mà mình không sửa là giá trị thành không, cho nên cái đường này nó nằm lệch một phía như thế này. Đó, thì các bạn tạo 200 300 nè. Không nè. Big nè. Đó. Align này. Đó như thế này, các bạn thấy không? Đường này nó sẽ nằm ngay giữa cái dòng như thế này. Tiếp tục này 200 300 thế này. Này nó chạy thẳng từ đây lên xuống. Từ đây luôn. Đó. Bạn dễ dặn, bạn dễ liền luôn. Đó. Align. Đó, thế này. Đó. Rồi khúc này. Khúc này tương tự, khúc này cũng này là nhiêu, dòng này nhiêu ta không nói luôn, đây 5400 đó, để sơ đồ tính nè, ba trăm vậy là không âm 150 thế này, đây là 200 300 biết này, biết này. Đó, bạn align lại. Nó sẽ báo lỗi là khi các bạn dày á thì nó hàng dầm này và hàng tường cột này đang join nhau nè. Các bạn align vậy nó sẽ tách riêng rời ra, cho nên nó không join lại được, cho nên nó sẽ báo là các bạn là unjoin. Đó, unjoin lên mình. Như thế này, đó. Bạn thấy cái đường này nó sẽ nằm như đây. Cái biên dạng cái dầm đó bạn cũng dễ nằm ngay giữa cái dầm, giữa biên dạng cái sàn các bạn cũng dễ nằm ngay giữa cái dầm như thế này. Đó. Đó. Rồi. Bạn cái này mình sẽ về nhà làm, có bạn nào có thắc mắc là có thắc mắc gì không? Cái tầng điển hình này nè. Không có thắc mắc gì hay là không biết gì để thắc mắc. Mình nói có nhanh quá không? Chắc là tự làm rồi bữa sau hỏi sau anh ơi. À, tức là em có, các bạn có thực hành được chưa? Tức là mình chờ các bạn thực hành á. Mình học chảy chút cũng được. Nó thì mấy bạn im vậy thì mình không biết sao luôn á, tức là mình không biết là bạn ok hay không nữa. Đó, nãy mình có tóm tắt lại những cái bước mình làm đó, cái công trình này đó, đó cột làm sao, tường làm sao, giờ dầm sao, sàn sao đó, nãy mình có nói rồi đó. Quên, nãy lúc mà anh tạo sàn á, mà chọn no là sàn nó ăn dầm hay là dầm nó ăn sàn? Chọn no là giữ nguyên, không cái nào ăn cái nào hết. Chọn no là giữ nguyên, là không đụng gì hết. Còn chọn Z á, là tự cái tường nó chạy. Có hai trường hợp là cái tường nó thấp hơn hoặc cái tường nó cao hơn cái sàn. Thì chọn Z á, là tường nó tự nó chạy xuống dưới cái sàn. Chọn no là không đụng gì hết, giữ nguyên. Đó. Tại em xài Revit 2022 á, cho nên là nó không có yes no mà nó có là attach với lại don't attach. À. Thì mình chọn là attach. Don't attach. Don't attach, đúng rồi. À dạ ok.
Rồi, có bạn nào có câu hỏi gì không? Cái này á, bạn thấy nó sàn nó nghiêng nè. Cái này là dầm nghiêng nè, dầm vuông nè. Đó, cái này bạn các bạn làm được là những cái tầng dưới là các bạn tương tự, bạn còn dễ hơn cái này. Ok, vậy các bạn về hoàn thiện dầm và sàn cho tầng điển hình tầng 6 này nha. Thì các bạn có thể là vừa làm vừa hỏi mình cũng được, hỏi trên Zalo nhắn riêng của cho mình cũng được đó. Và các bạn về làm cái dầm cái nguyên cái tầng điển hình này, và các bạn làm sao á khi mà mình mở qua cái Analytical nè, bạn chọn chế độ mà Unconnect này rồi á, mà nó không có cái núm đỏ, cái đỏ này nè, không có cái nốt đỏ này là các bạn đúng, tức là làm đúng theo FICAD và không có cái đỏ này là đúng, là đúng sơ tính đó. Nhắc mình nhắc lại nguyên tắc là dầm là vẽ theo đúng sơ đồ tính và chỉnh cái y offset cho nó đúng theo mô hình 3D. Còn những cái dầm nào mà nó nằm lơ lửng như thế này nè, bạn chỉnh, bạn cho nó nằm ngay giữa, sơ tính ngay giữa này là ok. Đó, nó gì này nó nằm ngay giữa nè. Còn cái sàn này á, bạn cho đậy đặt luôn, nó không có cái giới hạn đây mà cho bạn cho chạy luôn, đây luôn. Đó. Và cái cách làm nhanh của cái sàn này á, giả sử đi mình làm cái sàn như thế này, như thế này nè đó, mình biết cái này nè, khi bạn vẽ cái dầm nó sẽ có cái sơ đồ tính thế này, và mình đây mình vẽ đây nè, giả sử vậy đó, thì những mình sẽ copy cái biên dạng cái sàn lại, cái file này nó bạn làm nó mình kia làm nó mình sửa lại nó bị lỗi cho nên mình không làm được, tại có mấy cái cột này đó, mình phải sửa. Đây mình có tạo những cái lỗi như thế này đó, trim lại. Đấy các bạn thấy mình vẽ luôn luôn đúng theo cái đường giữa của cái dầm thấy không? Đó như thế này. Này nó là cái đường nó không kính nè. Không kính thì mình trim lại. Đó, tương tự. Thì khi mà bạn vẽ cái sàn trong đây á, các bạn cứ đây mình copy cái biên dạng nè. Đó, mình những ít. Rồi, mình sẽ tạo cái sàn mới, mình sẽ copy paste cái biên dạng này vào đó như thế này, mình chỉ việc xóa cái đường này thôi, xóa đường bên ngoài này đó, và đây sẽ cho thẳng tới đây, kim lại đó, thì mình sẽ có được cái biên dạng cái những sàn trong đây nó nhanh hơn là các bạn vẽ lại từng cái. À, cái span này nó không có nên nó báo lỗi. Đó, no nè. Đó. Đó là cái tip mình chỉ cho các bạn á. Thay vì các bạn phải vẽ lại những cái ô lỗ trống này thì mình copy biên dạng đó mình sửa lại thành full, tại cái sàn nãy mình giải thích cơ chế sàn nó chỉ tính từ ngoài cái đường biên bọc ở trong á, là kính thôi đó. Thì đó mình làm vậy nó sẽ nhanh hơn. Đó. Thì các bạn về làm full mặt bằng dầm sàn tầng điển hình tầng 6 này cho mình. Thì các bạn cái này là rất quan này quan trọng là tại vì cái này nó bạn làm được xong rồi bạn copy lên tầng trên á thì nó mới được. Đó.
Cái dòng này để mình chỉ các bạn cái dòng này nè, dòng này quen này khó nè, 400 500 400 đi bạn, biết từ đây biết vẫn đúng sơ đồ tính không, dễ dầm là luôn đúng sơ đồ tính. Cái thằng này mình không thể nào sử dụng được y offset được, tại vì hàng dầm này nó không có song song cái sơ đồ tính và cái đường 3D của nó không song song nha, các bạn thấy nè, nó cắt nhau thế này nè. Đó thì mình không thể nào sử dụng được, thì mình sẽ giải tiếp cái đường này 500 400. Đây 150 này. Đó. Thì cái đường này nếu mình vẽ đúng theo sơ đồ tính á là nó cái mô hình 3D mình không sửa được, tại cái IFS này nó chỉ sửa vuông góc với hàng sơ đồ tính thôi. Nó không theo cái góc tọa độ này được. Do hàng mô hình 3D đang bị sai, đang bị không đúng sơ đồ tính nè, không đúng không song song sơ đồ tính, thì mình vẽ theo, mình biết theo cái mô hình, biết theo CAD đây, biết theo CAD 500 400 đó, align lại và mình kéo này lại, kéo vẫn kéo theo cái phương của CAD đó. Các bạn thấy thằng Revit nó có cái chế độ của nó, tức là sao khi mà mình làm như vậy á, cái sơ đồ tính của mình nó không đúng với cái điểm này, nhưng mà nó có cái gọi là cái khoảng cách auto detect này nè, tức là trong vòng 300 mili á, là hai cái nút này nó tự nó động, nó liên kết lại với nhau đó, auto link detect nè đó, thì trong vòng 300 nó sẽ tự liên lại với nhau. Đó, khi mà cái bạn chỉnh như vậy nó sẽ tự liên lại, cho nên là thằng này mặc dù mình vẽ không đúng sơ tính nhưng cái sơ đồ của nó tự nó động, nó liên, nó kéo nút này lại cho mình đó. Và cái này mình chỉ cần kéo lại nè, mình kéo thằng này dài ra chút, khi đó các bạn thấy nó vẫn sơ đồ tính, nó vẫn nằm ở đây, nó vẫn nằm chỗ này, tại vì nó vẫn liên vô cái cột này, nó không có liên ra ngoài đó. Bạn align này nằm ngang vậy, và này mình disallow join, kéo nó tới đây, kéo nó xuống đây nè đó, bạn thấy không, nó tự động nó join lại nhau như thế này đó. Đó các bạn nhớ cái disallow join này đó, đó là cách xử lý cái dòng chỗ này đó, để mà nó ra được đúng nguyên dạng và đúng sơ đồ tính luôn. Và khi đó bạn qua 3D bạn thấy nè, không có bị nút đỏ đó. Rồi rồi, có bạn nào có hỏi gì không, tức là mình đã xử lý xong cái khúc cong nè, khúc tam giác nè, và khúc bên đây, còn bên đây tương tự, bên đây cũng tương tự đó, những cái khó mình đã hướng dẫn rồi đó. Rồi có bạn nào có hỏi gì không? Thì các bạn ở đây, tức là mình vừa hướng dẫn, mình vừa thời gian cho các bạn thực hành đó, tức là các bạn theo kiểu là học coi xong rồi về nhà làm lại hay sao, tức là tại vì mình hỏi mà không thấy bạn nào trả lời hết. Em coi xong rồi làm lại, tức là mình dạy nhanh quá mình không có thời gian cho các bạn làm hay sao ta? À không phải, à, nếu mà mình anh laptop qua mình làm á, thì không có coi được cái bài giảng. À tức là mình nếu mà các bạn thấy nó nhanh, tức là mặc định trên lớp á là mình sẽ làm xong rồi các bạn sẽ
chưa thời cho thời gian cho các bạn làm đó. Còn ở đây là mình cũng thời gian cũng đúng vậy thôi, nhưng mà mình thấy các bạn không có làm rồi dịch về coi lại làm lại, thì thứ nhất là nó các bạn gặp vấn đề gì các bạn không hỏi lại mình ngay được đó. Tức là mình nếu nếu vậy mình sẽ phải gọi là làm chậm lại và chừa thời gian nhiều hơn cho các bạn thực hành đó, thì mai mốt mình sẽ làm như vậy. Chứ mình các bạn làm vậy thì về có khi các bạn làm không được, các bạn không biết hỏi ai, tức là mình đây mình vừa làm không trục trặc thì hỏi hỏi trực tiếp mình được đó. Ok, thì tức là những cái phần phía trước có bạn nào không nắm được không? Có những phần cột, vách, móng, đài, đài với lại cọc có bạn nào không nắm được không? Đó. Dẫu Ổn phải không? Tức là cái đó thì mình dạy tới mình dạy qua khúc đó thì có bạn nào tới ý thì mình hỏi là có bạn nào không kịp đó, tức là mình sẽ nói lại đó, hoặc là các bạn về coi lại video đó. Thì mình sẽ về hôm nay lớp mình sẽ về sẽ làm cái sàn này giúp mình đó. Đây là sàn điển hình đó các bạn làm, thì mình đã làm mình đã chỉ hết mấy cái sàn này rồi, là tại sao mình chọn sàn này, tại cái công trình này, tại cái sàn này nó có rất nhiều cái khó, dầm cong nè, dầm vuông nè, dầm xéo nè, nó rất là khó. Còn các bạn chọn công trình vuông không có gì để nói hết trơn á, vuông dứt vẽ cái dầm nó rồi xong, thậm chí cái dầm nó còn ngay cái trục nữa, chính giữa trục nữa, không cần phải làm gì hết đó. Thì các bạn về các bạn làm chỉ làm dầm sàn cho cái tầng điển hình này đó, thì cái nguyên tắc vẽ dầm và vẽ sàn mình có nói rồi đó đó. Và các bạn làm xong bạn tích check lại, nếu mà nó không bị nút đỏ chỗ cái dầm sàn này á, là các bạn đúng đó, đúng két mà không bị nút đỏ là đúng sơ tính, là các bạn đúng đó đó. Các bạn về làm đó giúp mình. Ok rồi, vậy mình hỏi lại có bạn nào có không hiểu hay không biết làm cái sàn điển hình đó không? chưa có vấn đề nha. Ok, vậy các bạn về làm có gì thì nhắn lên Zalo hỏi mình đó, thì mình trả lời được liền, mình trả lời đó rồi. Ok, hoặc là có vấn đề gì những phần trước đó vẫn có thể hỏi mình đó. Ok rồi, vậy buổi học mình kết thúc tại đây, các bạn về làm bài tập. Rồi, chào anh. Rồi chào các bạn. Cảm Rồi chào các bạn. Anh bác cái vụ xích lúc đầu về hỏi anh á. Cái em hỏi là gì rồi ta? Em trình chiếu được không anh? Ok, trình chiếu đi. Dạ. Anh thấy màn hình gì anh? Ok. Cái kiểu vậy nè, bây giờ em chèn được rồi, nếu mà em có ký hiệu ok cũng xong cái khoa hàng này rồi, nhưng mà giờ em muốn lót cái công trình của em vào đây á, thì làm sao anh? Nó nằm ở một cái dự án khác. Lót cái công trình hả? Là cái gì? Đúng lót Dạ cái gì? đây, em mở cho. Ví dụ như vậy em muốn lót cái thằng này vào đây thì không được đúng không anh, tại vì cái thằng này là cái của cái dự án đúng không bố trí, còn cái thằng này là của cái đồ án thi công, nó hai cái dự án khác nhau á, mà cái khung này là của cái đúng không bố trí nè, bây giờ em muốn lót cái thằng này vào đây thì làm sao? Mà cái hàng em nhấn qua cái sau đi. Đây Đây để đây em là của coi. cái dự án khác nha. Nó, biết rồi, anh biết nó chỉ có trục và nó ok. Em nhấn qua cái giữ cái cốt pha gì đó. Đây Rồi, em
mở vực view 3D của thằng này lên. Đây à. Là em vẽ có nhiêu đó hả? À, tại vì thầy em kêu là chỉ cần vẽ bao nhiêu thôi, tại vì mấy cái kia nó tương tự. Ờ à, ok. Thì em chọn insert. Insert. Ở đây. Link Revit. Đây à. Đúng rồi. Dạ. Em chọn cái file cái hàng bên kia, cái file bên kia là file cái file của cái nhà đó, cái khung đúng không anh? Đúng rồi, khung á. Dạ đây. Ok đi. Open đi. Open là sao? Open. Sao? Khoan, từ từ. Link cannot be lost because it's offline. Tức là em phải tắt. Tức là em đang mở nó và em mở cái nàng này cho nên em không muốn là link nó vô được. Em phải tắt nó đi. À. Vậy là tắt cái thằng này đúng không anh? Đúng rồi, tắt cái này đúng không? Tắt đi. Tắt nó luôn nha, chứ không phải là tắt tắt hết cái cả cái tab của nó luôn. Dạ đúng rồi, em tắt hết okay, rồi. Ok ok. Vậy được rồi. Vậy link vậy, link nó vào. Rồi. Em vô 3D rồi em link Revit. Vô đâu? Sau đó em link cái thằng không biết. Ok. Open. Từ từ. Rồi ra giờ sao? Thì em move nó về cái file link á, em move đó cái này là thành một khối link đó. Em move nó về, tại em có file chỗ nào em move nó về đúng thôi, tức là cái khúc file chỉ là cái khuôn thôi, cái công trình em move nó về đúng cái khuôn đó thôi, em biết không? Move nó về đúng cái khuôn, tức là em làm khúc file chỗ nào? À, em làm cái khúc này, cái khúc này nè. Hồi đó em move nó về khúc đó, move nó về cái khúc file này. Em align hoặc là em move gì đó. Dạ. Align. À, move thằng này về đây rồi xong không? Thì mua nó về thì em triển khai bình thường thôi, em cắt nó ra như thằng bên kia đó, em chọn một cái mặt sau đó, em chọn những cái mặt sau đi. À, ý em là em muốn làm một cái file nó như vậy nè, nó chia từng khúc công trình ở đây rồi em bố trí khúc file từng cái đây nè, cái kiểu vậy nè, trong cái trang A4 nó chia công trình đó thì em import vô rồi thì nó có công trình đó rồi đó, thì nó chia khúc file từng cái thì đó đúng rồi đó. Thì em chỉ align qua thôi là em đúng mà. Đâu em align qua đi. Tức là em có công trình đó rồi đó. Em align qua. À đúng rồi đó. Ờ à, cái align cái này qua đây. Đúng rồi. Align cái đúng rồi, cái đó nguyên công trình đó. Rồi. À, sau đó anh lót cái thằng này qua đây anh. Ờ em kéo nó qua thôi. À dạ. Cảm ơn anh. Tức là cái link Revit, tức là sao hai cái Revit nó tương tác với nhau, tức là cái đó là giả sử đi bạn làm cái file đó, file thi công cái kết cấu đi, xong rồi bạn làm thi công á, bạn link kết cấu vào, xong rồi bạn làm cốt pha dầm sàn cột gì đó, bạn dựa theo cái hàng kết cấu đó bạn làm cốt pha đó, thì cái đó là link Revit đó. Rồi anh Phát ơi, sao em? Dạ ví dụ như em có một cái công trình mà không có cái dầm, không có dầm phụ, có nghĩa là em sẽ giấu cái dầm phụ vào cái sàn thì mình vẫn mô hình cái dầm như bình thường đúng không anh? Giấu cái dầm vào cái sàn là cái sàn nó dày có hơn nghĩa cái là dầm luôn cái bề rộng à, cái chiều cao của thì đó, tức là cái sàn nó dày hơn cái dầm luôn, ý em là vậy luôn, là vậy hả? Không, ngang bằng nhau luôn á. Bằng nhau thì nó em bố trí thép như thế nào, em bố trí nó cái dầm đó em bố trí có thép đai không? Em đang tìm hiểu cái cách mô hình thôi à, chứ em chưa có tìm hiểu. Tức là sao khi mà dạ, em làm như là... vậy á, Revit nó báo lỗi như là báo lỗi cái hàng dầm với hàng tường nãy anh á, anh gặp á, thì một cái object nó nằm hoàn toàn nằm bên trong một cái object khác, tức là của em, trường hợp của em là cái hàng dầm nó nằm hoàn toàn bên trong hàng sàn thì nó sẽ báo như vậy. Thì một là em cho hàng dầm ăn hàng sàn, tức là em cho hàng dầm ăn sàn, hoặc ngược lại em cho hàng sàn ăn dầm, thì em cho hàng sàn dầm sàn dầm á, thì coi như là em xóa luôn cái dầm rồi, khỏi nói luôn, tức là coi như là em đó chẳng khác gì là em xóa luôn cái dầm vậy đó. Dạ dạ em hiểu á. Đó, em cho hàng dầm ăn sàn xong rồi em mới bố trí thép được thép đai của hàng dầm chỗ đó, tại vì nãy anh nói đó, thép đai hàng dầm á nó phải hiểu, hàng Revit nó phải hiểu là cái đó là có hàng dầm đó, cho nên nó phải bố trí với thép đai nó mới được.
Đó. Rồi bây giờ anh hỏi em là có bố trí thép thế nào á, tức là nếu mà em bố trí có thép đai dầm chỗ đó thì lấy dầm ăn sàn, còn nếu mà không có bố trí thép dầm nhưng mà nếu vậy tức là nếu em làm vậy thì em phải là làm cho hàng dầm ăn sàn để mà bố trí thép cho hàng dầm đó chứ, tức là em phải có hàng dầm đó Dạ em đúng rồi. mới, tức là nếu mà em cho hàng sàn dầm đó coi như em xóa luôn cái dầm rồi, nó không có ý nghĩa gì hết đó, tức là Dạ. xóa luôn cái dầm tức là em vẽ hai gì em vẽ cái hàng dầm thì em không vẽ dầm vậy thôi, tức là nó hai cái em làm việc em vẽ hàng dầm đó vô ích đó, tức là nếu mà em muốn có dầm trong cái hàng sàn á thì phải có bố trí thép dầm cho nó thì lấy hàng dầm ăn sàn đó, vậy đó tóm lại là vậy để mà bố trí được thép đai cho hàng dầm đó. Dạ, cái bước đầu của em là em sẽ lên phương án kết cấu á, vậy em chỉ cần làm một cái tầng điển hình thôi đúng không anh? Và kết cấu cho cái gì Dạ, cho một cái mặt bằng để kiến làm trúc gì á, đã để có làm đường sẵn. dân hay sao? Dạ, để làm cái đề cương thôi. Thì thầy yêu cầu sao, thầy yêu cầu cho em làm phương án kết cấu không thì em làm thôi. Dạ, tìm hiểu thôi ạ. Đó tức là em tìm hiểu em làm đó thôi, em chỉ làm tức là đó, đề cương thì em chỉ làm cái phương án kết cấu thôi, nhưng mà anh nói là em chọn công trình là khá là quan trọng nha, tức là em chọn sai, tức là em bước một chân vào cái chỗ nguy hiểm là em đi chỗ nào em cũng vướng hết trơn á, tức là cái kiến thức em yếu, em chọn công trình nào mà cong quẹo rồi tùm lum hết trơn là Dạ, công trình em cũng khá đó, là ý anh là buông. vậy đó, tức là vậy đó Dạ, ok. đó thì em bước chỗ nào thì nó cũng bị dấp chỗ đó hết đó. Nhưng mà em có cái vấn đề là ví dụ như ban đầu em mô hình trước, gọi là chọn sơ bộ cột á, em sẽ mô hình trước cái cột. Nhưng mà sau này ví dụ như chỗ đó em học tới cái phần vách hay là lõi rồi á, em sẽ thêm vào vách lõi và xóa cái cột đó thì nó có bị lỗi hay bị gì không anh? Kiểu vậy. Hiểu rồi, tức là sao em làm luận văn á thì em phải tính toán được là cái đó là em đặt cột hay đặt vách hay đặt gì đó, em phải tính toán trước em bắt đầu mới mô hình vô trong Revit, tại em mô hình kết cấu mà, tức là em phải mô hình trong Revit em phải biết Có kích nghĩa là thước ngay dầm từ sàn. đầu là mình phải làm ok hết rồi mình mới mô hình từ từ được đúng không anh? Nên là như vậy, còn nếu mà em không em bị vướng chỗ nào vậy thì em bị không hiểu kiến thức nào mà cách kết cấu á, thì em làm trước cái mô hình Revit cũng được, nhưng mà sửa mai mốt sửa thì nó sẽ nhanh hơn đó, thì nhưng mà vẫn là hơn là mình làm xong hết mình làm kết cấu mình làm Revit thì nó sẽ dựng mô hình nó có kích thước cột dầm sàn hết rồi thì nó sẽ nhanh hơn cho mình đó. Dạ, tại phần vách lõi nó còn chưa đủ, gọi là không hiểu lắm. Đó thì vách lõi thì ủa thì em lúc đầu em có file kiến trúc mà. Dạ đúng mà, nhưng mà cái phần vách á, thì mình không biết trong cái đó mình sẽ chia vách ở đâu. Ủa cái kiến Em biết trúc là có nó cho nó à, cái đó là chỉ là tường thôi anh, em cái file kiến trúc á. tức là kiến trúc thì có thể là cái đó là vách hay tường gì họ không mình không mình phải kiểm soát cái đó, tức là mình em phải gọi là em muốn biết cái đó là cái gì á, em phải thử mô hình trên etap, em tính toán lực, em chạy xong em thấy nó ok nó ổn thì em mới chọn thép đó, em thấy ổn trong giá trị hết ok rồi bắt đầu mới là những thứ em chọn là thỏa, còn nếu như mà cái mô hình cái lực của em nó lớn quá, thép nó lớn quá thì em chọn lại kích thước tiết diện đó, thì như cái bước đó là bước làm bình thường thôi, tức là làm xong làm mà không thỏa quay lại bước đầu chọn lại kích thước tiết diện, không được thỏa chọn lại, chừng nào mà xong chọn xong rồi bắt đầu mới vẽ thép mới làm và thi công đó. Dạ ok. Đó thì mình em muốn làm bên thằng lúc đầu anh nói là em làm Revit á làm BIM á thì nên làm thi công chiếm tỷ trọng cao đó, thì cái đó buổi đầu anh nói cho nên là em phải đẩy nhanh phần kết cấu đi thì mình mới đẩy qua thi công được đó, thì cái muốn làm BIM mà phải thi công nó phần trăm tỷ lệ nó cao nó nhiều đó.
Rồi. Ok. Dạ cảm ơn anh. Có gì anh qua Zalo trao đổi được không anh? Ok. Dạ cảm ơn, chào anh ạ. Rồi, chào em.